Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm, Nguyễn Kim Bình ngồi bìa và tôi là Lê Minh Nguyên. Chương trình anh em chúng tôi có đi qua 3 phần chính, thứ nhất là Hoa Kỳ, thứ hai thế giới và thứ ba là Việt Nam. Về Hoa Kỳ thì trong những ngày qua thì chúng ta thấy có những cái sự kiện như là cái luật di trú mới. Đây đúng ra là cái sắc lệnh chứ không phải là cái luật, sắc lệnh của hành pháp. Thì cho biết rằng là bắt đầu tháng 10 năm nay sẽ áp dụng những cái quy định mới, mà trong đó cái người di trú vào Hoa Kỳ là phải có tiền. Người nào mà giống như 1975 mà đi tị nạn đó, là đều là người nghèo đó, là cũng không được vào Hoa Kỳ. Thì về cái vấn đề cái luật di trú này thì nó ảnh hưởng tới cái người Việt ở định cư ở Mỹ hay là sẽ định cư ở Mỹ như thế nào, mời anh Quân. Vâng, thì quý vị cũng biết là chúng ta ở đây đó thì có nhiều đợt, nghĩa là di trú qua đợt đầu tiên đó là đợt 1975, sau đó là cái đợt thuyền nhân là năm 80, sau đó nó là một cái đợt thứ ba nữa là cái đợt mà gọi là đợt DHO đó, và sau này nữa thì nhiều người đi qua di trú đi qua theo kiểu đầu tư hay là tụ họp gia đình hay là gọi là lấy vợ lấy con đó, thì nghĩa là đó là nhiều cái trường hợp. Nhưng mà mình thấy ở đây đó là hiện giờ theo cái census, nghĩa là census nó cũng hơi xưa rồi, nhưng mà theo cái census 2010 đó, phải không, thì là hiện giờ nhiều người Việt Nam cũng còn nhận trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ theo cái sắc lệnh mới đó. Thì quý vị, nếu mà quý vị nhận trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ qua cái ví dụ như housing, qua cái vấn đề mà y tế hay là qua food stamp đó, thì là sẽ khó, mà khi bạn muốn được thẻ xanh 10 năm hay là gì đó thì nó sẽ khó khăn hơn, hay là khi muốn vào dân Hoa Kỳ nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì ở đây đó quý vị cũng biết là anh em chúng tôi cũng rất là nhiều lần nói rồi là chúng ta ở đây đó, chúng tôi cố gắng ủng hộ những cái tình trạng mà làm sao cái gì có lợi cho cộng đồng Việt Nam. Thì ở đây là theo cái sắc lệnh mới đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới những người Việt Nam chưa vào công dân Mỹ. Người nào đã vào dân Mỹ rồi đó thì nó không thành vấn đề nữa, thì không có khó khăn gì hết. Nhưng mà những cái người mà chưa vào công dân Mỹ mà ví dụ nhận food stamp hay là housing đó thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để thi vào công dân Mỹ. Đó là cái ảnh hưởng đầu tiên đối với trường hợp. Thành ra ở đây chúng tôi có nhiều lần cũng nhắc là quý vị là khi mình đi bầu cử đó, mình phải ngắm những người nào mà bầu cử cho những người nào mà ủng hộ những cái nghĩa là lợi ích xã hội cho mình. Dĩ nhiên mình cũng biết là nhiều người cũng lạm dụng, mình gọi là cái chữ abuse, phải không, lạm dụng cái đó. Nhiều người có tiền lạm dụng cái đó thì chính phủ Hoa Kỳ họ siết cũng là đúng rồi, nhưng mà dùng cái siết vấn đề mà xã hội để vào cho những cái người mà di dân đó thì tôi thấy cái là một phần cũng bất công. Tại vì khi chúng ta qua đây đó thì cũng hai tay không, mà bây giờ chúng tôi không biết là đóng bao nhiêu thuế cho chính phủ Hoa Kỳ rồi, thì đây đó cũng là một cái trường hợp. Mỗi anh khi mới có một cái trường hợp nó sẽ xảy ra là một cái cô đó là ở một cái cậu ở bên Mỹ, người công dân Mỹ về Việt Nam cưới vợ, qua đây sanh được đứa con nhỏ, thì cô này là có cái thẻ sanh là chỉ 2 năm thôi chứ chưa được cái thẻ sanh 10 năm. Thì có con nhỏ thì anh chàng này lại mê gái, lại bỏ vợ. Bỏ vợ thì cô này ở tình trạng là bây giờ nuôi con, mà nếu mà xin welfare food stamp á thì sẽ không được cái tình trạng thẻ xanh 10 năm và có thể bị trở về. Mà nếu mà không xin á thì cũng không biết làm sao sống. Bây giờ mới qua đây chưa đầy 2 năm mà về có con nhỏ, thì trong trường hợp đó thì coi như là cái cô đó bị stuck.
Thì theo cái nhìn của anh về cái luật mới thì như thế nào? À, cái luật mới đó, nếu mà chúng ta nói ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng một phần thôi chứ không có nhiều. Bởi vì bây giờ chúng ta phân tích từng phần một. Những người tị nạn bây giờ đó, thì những người tị nạn vẫn được hưởng như thường, chứ không phải là không. Còn những người mà sang dưới dạng như là bảo lãnh gia đình để mà, thì tất nhiên là người ta đã bảo lãnh như thế, người ta phải ký một cái gọi là cái bảo trợ về tài chính. Thì cái đó nó có từ thời Clinton rồi chứ không phải mới bây giờ. Bây giờ chính phủ của ông Trump chỉ là làm sao để mà thi hành cái đó một cách chặt chẽ hơn. Còn riêng đối với cái cô vừa rồi đó, thì cái việc mà cô ấy bị ông chồng bỏ để lấy một người khác, thì nó có hai trường hợp xảy ra. Ví dụ như là cái này là một cuộc hôn nhân giả để cố tình đưa một người sang ấy, thì chuyện đó là chuyện khác. Còn nếu đây là sự hôn nhân thật và ông chồng khi mà ông ấy mê gái, ông bảo lãnh cô này sang, thì tất nhiên ông ấy phải luật pháp trong tương lai, luật sư sẽ sửa tới ông này sẽ phải trả cho cô này về vấn đề như là phí tổn về nuôi con, tất cả những cái đó. Thành ra cuối cùng thì tôi nghĩ rằng cái trường hợp này về vấn đề luật pháp vẫn có thể giải quyết được. Có nghĩa là cô này vẫn, nhưng mà vấn đề thực tế là cô này làm sao sống đó, không, thực tế thì nó cũng khó khăn thiệt không, tại vì cô này dù muốn cũng phải cần luật sư chứ. Thực ra cái này đó, thì đối với Mỹ nó cũng không cắt một cách cứng nhắc để cái cô này chết. Thành ra cuối cùng cô này vẫn được cái con sanh nhà nước Mỹ, mà không có tiền bạc thì nhà nước Mỹ sẽ phải nuôi chứ phải không, cái chuyện đó hiển nhiên. Và cô này thì vấn đề đây là vấn đề là đương nhiên khi sinh đó thì được chính phủ phụ cho, nhưng mà khi cho nó thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề thẻ sanh 10 năm đó. Bây giờ muốn hỏi Bình đó là với cái đây là cái sắc lệnh của hành pháp chứ không phải cái luật. Bây giờ cái luật là phải thông qua quốc hội. Cái sắc lệnh mới này thì nó ảnh hưởng tới cái cộng đồng Việt Nam như thế nào, và với cái sắc lệnh này đó, thì bởi vì vấn đề đây có rất là nhiều người là abuse như anh nói đó, là mình đang hưởng cái hệ thống mà muốn làm hư cái hệ thống. Đó là cái tình trạng của, có thể nói là một số người Việt Nam họ hưởng cái hệ thống nhưng mà muốn làm hư cái hệ thống. Nhưng mà bây giờ cách sửa đó là nó có giải quyết được cái lỗ hổng của hệ thống hay không? Hầu hết những quy định về vấn đề di trú và tị nạn là nó dựa lên cái đạo luật di trú và nhập tịch của năm 1982, thời ông Reagan. Và trong gần 4 thập niên vừa rồi thì tất cả các chính quyền đều phải theo cái đạo luật đó hết, kể cả ông Trump. Tổng thống không được quyền sửa bất cứ một chữ gì trên luật hết. Thì trong luật đó, cái đạo luật đó, nó có một cái điều khoản mà những người di dân Việt Nam mình đều biết cả. Những ai mà đã từng đến Mỹ trong cái diện di dân, hoặc là đã từng bảo trợ người, bảo lãnh người nhà qua Mỹ, thì trên cái đơn mà xin nhập cảnh vào Mỹ, cái người nhập cảnh và gia đình đều cam kết là tôi qua Mỹ rồi, tôi sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của chính phủ. Tôi sẽ quyết tâm đi làm tự túc. Nếu tôi không làm được thì cái người bảo trợ tôi cũng sẽ bằng mọi cách hỗ trợ tôi trong thời gian 7 năm hoặc là 10 năm. Và vì vậy cho nên cơ quan di trú trong nhiều thập niên rồi, họ vẫn có một cái điều khoản là nếu quý vị qua đây rồi, sau thời gian lúc mà bắt đầu xin thẻ xanh hoặc là xin cái thẻ xanh vĩnh viễn á, cơ quan di trú được quyền hỏi quý vị là trong những năm đầu ở Mỹ nè, quý vị có là gánh nặng của chính phủ hay không. Cơ quan di trú được xét thử coi cái người đó có nhận các trợ cấp trong thời gian vừa rồi hay không. Thì đó là cái việc luật cho phép, chứ không phải là do ông Trump mới nghĩ ra. Nhưng trong các thập niên vừa rồi đó, thì bên di trú họ có một cái định nghĩa tương đối hẹp. Thế nào là gánh nặng cho xã hội? Họ nói là nếu mà nhận trợ cấp tiền mặt AFDC trong cái thời gian chưa có thẻ xanh mà nhận trợ cấp tiền mặt, thì người đó có thể bị coi là gánh nặng của xã hội. Họ không xét về ba cái chương trình trợ cấp xã hội khác cũng quan trọng lắm. Thứ nhất là Medi-Cal, thứ nhì là housing, và thứ ba là food stamp. Các cơ quan di trú không hỏi cái người đó lúc mà duyệt cái thẻ xanh đó, là quý vị có từng nhận một ba chương trình này không. Thì bây giờ cái thay đổi lớn nhất là vậy. Trong tương lai, kể từ tháng 10 trở về sau, lúc mà những người xin thẻ xanh thì cơ quan di trú được quyền hỏi trên cái đơn xin thẻ xanh đó, trong một năm, hai năm vừa rồi đó, lúc mà quý vị mới đến Mỹ nè, quý vị có nhận những cái khoản trợ cấp đó hay không. Nếu có nhận thì cơ quan di trú cũng không có nghĩa là từ chối, nhưng mà họ có quyền họ coi cái tổng thể, họ coi thử coi cái người đó trong 2-3 năm vừa rồi nè, ví dụ như cái người đó có nhận Medi-Cal thôi,
thì nó không phải là lý do để từ chối thẻ xanh đâu. Nhưng mà nếu người đó mới qua Mỹ có 1-2 năm mà đã có high medical, đã có housing, đã có food stamp và không có lẽ không ít đi làm ít chẳng hạn, thì người ta mới kết luận là cái cơ hội mà người này trở thành gánh nặng cho chính phủ á, cũng là nhiều. Đó, thì nó mở con đường cho cơ quan di trú được quyền từ chối. Đó là cái mà sẽ được tranh cãi trong tòa sắp tới đây. Cảm ơn Bình. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.